Xử lý nước uống bằng công nghệ thẩm thấu ngược hay gọi là công nghệ RO đang được nhiều cơ sở sản xuất tại Việt Nam áp dụng để tung ra những sản phẩm nước uống với giá rất cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt thì sản phẩm ra đời từ công nghệ này cũng dễ rơi vào tình trạng kém chất lượng. Đây là nhận định được đưa ra tại buổi báo cáo phân tích xu hướng công nghệ xử lý nước uống cho cộng đồng do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay 31 tháng 7. Một bình nước uống 20 lít của các hãng sản xuất lớn trên thị trường thì có giá trên dưới 50.000 đồng. Tuy nhiên, cũng với thể tích này, mức giá được các cơ sở sản xuất với quy mô nhỏ cung ứng ra thị trường bán lẻ chỉ từ 12 đến 15.000 đồng. Hiện tại thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng có khoảng trên 100 cơ sở cung ứng nước uống đóng bình với mức giá bình dân này. Vậy các cơ sở này đang sử dụng những công nghệ gì mà đạt được mức giá rẻ đến như thế? Cái nước uống mà nó thông dụng hiện nay người ta bán ngoài thị trường bằng bình chai á, thì người ta dùng cái công nghệ là ta đang dùng là công nghệ RO kết hợp với màng lọc tia cực tím, tia ozone. Thì cái công nghệ này á, nó bị giới hạn là cái lưu lượng nước ra là phải có định mức, nhưng mà khi mà để ứng dụng vào á, thì người ứng dụng hay là nhà sản xuất người ta không có theo đúng theo tiêu chuẩn này, thì cái lượng cái đầu nước ra nó sẽ không đạt theo tiêu chuẩn yêu cầu của Bộ Y tế. Theo đề hiệu của chúng tôi thì giá thành để sản xuất một bình nước uống 20 lít dùng công nghệ RO tiệt khuẩn bằng tia UV và ozone thì chỉ khoảng 6.000 đồng. Và giá giao bán sỉ đến các cơ sở phân phối thì từ 8 đến 12.000 đồng. Mức giá rẻ này là do đây là nguồn nước được lấy từ nước thủy cục, làm tinh khiết chứ không phải là nước khoáng, vốn có bổ sung thêm các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra mức giá sẽ càng rẻ nếu như các cơ sở sản xuất làm lơ đi thời hạn phải thay các đầu lọc. Thực tế công nghệ RO nếu áp dụng bài bản thì vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn về độ pH, TDS và clor. Tuy nhiên, đã từng xảy ra các trường hợp báo chí phanh phui về những cơ sở sản xuất nước bình kém chất lượng lẫn vệ sinh. Hiện nay, ngoài công nghệ RO, các nhà khoa học đang giới thiệu công nghệ mới xử lý nước bằng công nghệ plasma với các ưu điểm về chất lượng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Chi phí vận hành lâu dài thì cũng tiết kiệm hơn công nghệ RO bởi không phải thay đầu lọc thường xuyên như công nghệ RO. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng công nghệ này vẫn còn đầu tư ban đầu quá tốn kém nên doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà trong việc chuyển đổi công nghệ. Theo dự báo của công ty nghiên cứu thị trường Data Monitor của Anh, thì với mức tăng trưởng bình quân 6% một năm, thì đến cuối năm 2014 này, doanh thu của thị trường nước uống đóng chai tại Việt Nam có thể đạt 280 triệu đô la, với mức sản lượng là khoảng 300 triệu lít.